Hi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là cũng bữa nay là ngày 14 thứ bảy tháng 12, tức là cũng gần hết năm rồi đúng không các bạn? Tức là cái mùa này là bắt đầu chuẩn bị là học sinh là ôn thi và thi học kỳ thì nó nằm khoảng cuối tháng 12. Cuối tháng 12 là bắt đầu học sinh thi. Thì đối với trong cái ngành nghề của chúng ta, tức là ngành nghề photo in ấn, thì cái mùa này là cái mùa bắt đầu là vào làm rất là nhiều. Nếu mà các bạn đang làm ở một số cái mối khách hàng là trường học hoặc là cơ quan thì cái tháng 12 này là cái tháng bận rộn nhất. Vừa photo các cái tài liệu ôn của các học sinh, các cô giáo đưa tới. Hoặc là các bạn, nếu các bạn đã làm mối cho các trường thì các bạn photo các cái đề thi cho các trường thì số lượng công việc nó rất là nhiều. Do đó đòi hỏi là trong cái thời gian này thì các bạn nên chủ động, là khi mà đối với một cái bạn mà có một máy thì các bạn nên càng chủ động cao hơn về các cái dự phòng linh kiện, để mà khi mà chúng ta chạy mà nó có trục trặc gì thì chúng ta sẽ có linh kiện chúng ta thay liền. Còn nếu mà các bạn không có đề phòng trước thì nhiều lúc đang chạy, đang trong cái đợt cao điểm mà các bạn máy các bạn nó bị trục trặc, mà các bạn nếu mà các bạn ở xa hoặc là các bạn không có chuẩn bị các cái đồ thì các bạn phải chờ, có thể là mất hết một ngày. Các bạn kêu thợ tới sửa hoặc là các bạn phải đặt những linh kiện về. Thì các bạn làm một thời gian thì các bạn sẽ biết được là các cái máy photo của mình nó chạy thì nó thường hay cái gì, nó thường bị hư cái gì, thì các bạn mua cái những linh kiện đó. Ví dụ như là những cái mà chúng ta cần nên chuẩn bị dự phòng, đó là thứ nhất, đó là những cái gạt gạt beo, gạt rum ha. Cái thứ hai đó là nếu các bạn dự phòng thêm một số cái con nhông, ví dụ như nhông mực hồi, nhông mực hồi, những cái nhông không rum. Thì đối với những cái nhông này thì cái mình nghĩ cái giá tiền nó cũng không không có cao lắm, nên các bạn có thể là dự phòng nhiều một chút cũng được. Hoặc là mấy cái phốt từ, mấy cái phốt từ á, tức là nó thường chạy nhiều nó hay bị cứng cái mấy cái phốt từ, thì do đó là các bạn nên mua những cái linh kiện này cũng là dự phòng tốt hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể, nếu mà mấy cái bạn mà rum á mà nó đã chạy lâu rồi thì các bạn nên mua cái dự phòng. Thì cái rum hiện tại bây giờ nếu các bạn xài được thì phải mua cái rum khoảng trên 1 triệu, thì nó nằm khoảng một trên 1 triệu đến khoảng 1,4 triệu gì đó. Tức là những các bạn nên lựa chọn những cái rum mà những cái mua ở những cái gọi là những cái hãng sản xuất có uy tín, thêm hình hay đây hay gọi là rum Nhật, thì các bạn nên chứ các bạn đừng có mua rum Trung Quốc. Tại vì rum Trung Quốc các bạn biết là khi mà các bạn xài thì nó rất là rẻ, nó dưới 1,9 triệu à, có khi 800 mấy. Tuy nhiên mà khi mà các bạn xài, có thể các bạn xài, các bạn thay vào, các bạn xài một thời gian thôi là nó có thể nó sẽ bị báo lỗi, nó hay bị báo lỗi hoặc là nó bị trục trặc cái này trục trặc cái kia. Thì thường thông thường mình cũng có một đợt mình xài rum Trung Quốc rồi thì nó hay bị nó không có đạt bằng cái rum Nhật chạy rất là bền. Và cái rum của nó nhìn các bạn tự so sánh, nếu các bạn đã xài qua rồi thì các bạn biết là cái rum Nhật mình cảm thấy là những cái nước nước men của nó, nước mà chám trên rum rất là chắc à. Do đó là khi ở với cái mùa này thì các bạn nên chú ý là khi mà công việc nó số lượng nó nhiều thì các bạn nên dự phòng những một số cái linh kiện. Nếu các bạn sử dụng một máy à, các bạn nên dự phòng một số cái linh kiện hoặc là có thể là một số dây cô ro. Thì các bạn tự chủ động, thì trong quá trình các bạn làm thì các bạn biết là cái máy của mình nó hay bị trục trặc cái gì, thì các bạn nên dự phòng những cái linh kiện đó để chúng ta có là chúng ta thay liền và chúng ta làm. Còn nếu mà các bạn những cái tiệm mà có hai máy thì mình nghĩ những đợt trước mình có chia sẻ một cái video rất là giải thích tại sao là khi mà các bạn mua máy photo thì chúng ta nên mua hai máy mà cùng loại với nhau. Ví dụ như các bạn mua máy 1075 thì những cái máy sau các bạn nên tốt nhất các bạn mua thêm một cái 1075, hoặc là các bạn đổi đời thì các bạn mua những cái dòng máy cao hơn. Thì làm sao các bạn mua dòng nào cũng được nhưng mà phải hai loại nó cùng cùng dòng với nhau, để chi vậy, để khi mà chúng ta trục trặc
Ví dụ như trong quá trình chạy chúng ta nó bị xước lưu lô ép hay là lưu lô sấy, nó bị xước, nó bị dơ, nó bị lem, thì chúng ta có thể thay nguyên cái bộ sấy từ máy này qua bộ máy khác để chúng ta làm liền, có mà để chúng ta đã chạy rồi, sau đó là chúng ta sửa chữa sau. Cái mùa cao điểm mà nếu mà cái máy trục trặc thì các bạn, thứ nhất là nó sẽ vừa mất mối, cái thứ hai nữa là nó cái công việc chúng ta nó bị đình trệ đi. Do đó là vào mùa này là các bạn nên chú ý là trong một năm á, đối với làm tiệm photo chúng ta thì có những cái đợt cao điểm ha, mình gọi là những đợt cao điểm, tức là những cái đợt mà sẽ khách hàng sẽ tới, thứ nhất là thường là giữa giữa học kỳ hoặc là cuối học kỳ, thì đó là những cái thời điểm mà photo nhiều nhất. Còn những cái thời điểm mà phát sinh đó thì chúng ta sẽ không không có đến trượt, nếu mà chúng ta đã có những khách hàng mà làm đối với những khách hàng mà mình nghĩ là mình làm mối thì mình sẽ chủ động những cái đợt hàng nào mà khách hàng làm thì chúng ta sẽ có những cái phương thức để chúng ta thực hiện nó tốt hơn. Đó là một số cái mình muốn chia sẻ ở video này, có thể là đó là một cái nhỏ thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy, nếu các bạn tin ý thì các bạn sẽ thấy được đó, nó sẽ giúp ích rất là nhiều của mình nếu chúng ta có những cái bước dự phòng ban đầu để chúng ta làm công việc của mình nó tốt hơn. Rồi, video của mình thôi chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các bạn tới đây. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video này. Còn nếu mà các bạn nào mà mới vừa ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh Bado Optical để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Optical nhé. Và nhớ nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi có những cái thông báo mình đăng những cái video mới lên thì các bạn là người đầu tiên nhận được cái thông báo về cái video mới của mình và các bạn theo dõi. Hy vọng với một chút ít kinh nghiệm của mình sẽ giúp được cho tất cả các bạn, cũng giống như là những các bạn nào mới vào nghề photo có những cái định hướng, có những cái chuẩn bị nó tốt hơn về ngành nghề của tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn có một ngày nghỉ thật là vui vẻ và làm thật là nhiều khách trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.